Hello, chào tất cả các bạn. Đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì bạn sẽ cùng mình chúng ta đi nhận quà free skin mới này, rồi là chúng ta review qua sổ sứ mệnh mùa mới mùa 68 luôn các bạn nhé. Xem chúng ta sẽ có những phần quà gì trong đó này, rồi là vòng quay sổ sứ mệnh sẽ có skin gì, ok chưa? Rồi và nói chung là đầu video các bạn cũng thấy đúng không? Mình luôn có các mini game tới cho tất cả bạn và nhớ là đừng quên like, đăng ký kênh, bật chuông cho mình nhá. Xíu nữa ấy, thì mình review qua sổ sứ mệnh mùa mới và mình sẽ có ngay một mini game tới cho tất cả bạn nữa, nên là đừng quên là ủng hộ thật là mạnh để chúng ta nhận được các phần quà từ mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ok, và tiếp theo thì vào trưa ngày hôm nay ấy, mình thấy là chúng ta cũng có một sự kiện giúp các bạn chúng ta nhận free skin của vị tướng Adam. Nói chung là do sáng nay ấy mình làm clip hơi sớm nên là lúc mình làm thì chưa mở sự kiện này đó, nên là mình cũng chưa hướng dẫn đấy cho tất cả bạn được. Đến chiều nay thì mình mới vào và mình thấy, nên là hướng dẫn đấy cho tất cả bạn luôn. Thì sự kiện này nói chung chơi cũng khá là dễ thôi. Phần quà chúng ta có skin của Adam thần tượng nhạc dốc này. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một số phụ kiện của skin Nagaroth các bạn nhé. Nói chung là skin mới này nếu mà các bạn nào chưa nhận thì chúng ta nhớ vào ngay để chúng ta nhận đi các bạn nhé. Skin này thì nhận cũng khá là dễ và đơn giản thôi. Các bạn chúng ta chỉ cần vào ấy, chúng ta chia sẻ xong cái là chúng ta sẽ nhận được rồi. Đó, rất là dễ đúng không? Ở đây thì mình cũng có nhận từ lúc sáng thôi, nên là giờ chúng ta không nhận nữa. Còn quay lại với sự kiện nhận Adam thì mình thấy là cũng khá là dễ và đơn giản thôi. Chỉ cần ở đây chúng ta hoàn thành xong các nhiệm vụ hàng ngày như là đăng nhập này, thắng trận 5v5, chơi 5v5 đó, thì các bạn sẽ nhận được các điểm các bạn nhá. Ở đây thì mình nhận được 9 huy hiệu này. Thì khi mà chúng ta tích được 180 huy hiệu ấy thì bạn sẽ nhận được skin Adam thần tượng nhạc dốc hoàn toàn miễn phí. Skin này mình thấy là ngoại hình các kiểu này, hiệu ứng này cũng rất là đẹp luôn đúng không? Sự kiện này chơi cũng khá là dễ nên là mình hướng dẫn qua đây cho tất cả bạn như thế thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ cùng mình chúng ta đến với chi tiết sổ sứ mệnh mùa mới mùa 68, xem vòng quay sổ sứ mệnh sẽ có những skin gì này, rồi là chúng ta sẽ có những phần quà gì luôn. Và xíu nữa mình cũng sẽ có một mini game đưa đến cho tất cả bạn, nên là chúng ta nhớ là xem kỹ và sau đây mình sẽ review qua đây cho tất cả bạn luôn nhá. Tiếp theo trước mặt các bạn đó chính là chi tiết về sổ sứ mệnh mùa mới mùa 68 các bạn nhá. Đây thì trong sổ sứ mệnh mùa mới này ấy, chúng ta sẽ có đó chính là skin của Zephyr này, nghệ nhân đồ chơi này, Morat chiến binh đồ chơi và Alistar ác nhân đồ chơi các bạn nhá. Ở cấp 1 này, cấp 20 và cấp 60 thì các bạn chúng ta sẽ nhận được các skin này. Tiếp theo thì chúng ta có phần quà ở các cấp nữa này các bạn ơi. Đây là phần quà khi mà chúng ta lên cấp 10 các bạn nhá. Cấp 10 thì chúng ta sẽ được chọn một trong ba tướng Tara, Helen và Slim này. Ok, tiếp theo đến với gọi là cấp tiếp theo là cấp 30 các bạn nhá. 30 thì chúng ta sẽ nhận một phần quà cả, đó chính là phụ kiện kèm theo là giới vẻ bồ tuyệt sắc. Ui, rất là ngon và xịn sò luôn đúng không? Ok, và sang đến với cấp 40 thì chúng ta tiếp tục được chọn một trong ba tướng này, Triệu Vân, Nata này và Adam. Cấp 50 thì chúng ta tiếp tục có giấy tuyệt sắc và phụ kiện các bạn nhé. Và ok, đây là một số phần quà ở trong sổ sứ mệnh mùa sau. Tiếp theo ấy thì các bạn chúng ta có thêm vòng quay sổ sứ mệnh này các bạn ơi. Đây là hai dương trang phục ở trong vòng quay sổ sứ mệnh mùa sau các bạn nhá. Thì dương đầu tiên ấy, chúng ta sẽ có skin của Phoenix này, Lindis này và skin của một vị tướng đó chính là Preta các bạn nhá. Skin này nói chung là cũng theo mình thấy ấy, khá là ít người chơi, khá là ít người chơi vị tướng này. Tiếp theo là một skin dương nữa. Trong dương này thì chúng ta có skin Rat này, ui Rat Xô Việt này, skin này cũng khá là ok các bạn ơi. Rồi là skin Grill và Lumber các bạn nhá. Nói chung là skin trong vòng quay sổ sứ mệnh mùa sau mình thấy là cũng khá là ngon. Đó, trước mặt các bạn đó chính là full quà trong sổ sứ mệnh mùa này, nên là các bạn nào nếu mà thích thì có thể tham khảo trong chúng ta để dành con huy lại này, rồi còn vài ngày nữa thôi, hoặc là các bạn có thể đặt trước rồi nhá, trong game chúng ta có thể đặt trước rồi, ok chưa? Và mình cũng sẽ có một mini game dành tặng sổ sứ mệnh vượt cấp tới cho 5 bạn đã like và đăng ký kênh, bật chuông và comment xuống phía bên dưới một con số bất kỳ nhá. Các bạn nhớ là comment một con số bất kỳ từ số 0 đến số 100, mình sẽ lựa chọn và mình kết bạn, kèm theo là khi đâu ra sổ sứ mệnh thì mình sẽ tặng vượt cấp các bạn ơi, tặng trong game luôn nhá. Rồi, thì video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhá.